nó là cái bệnh gì. Tôi ngành y mà nói cái là tôi đã hiểu những trình độ ở bao nhiêu rồi. Hơn nữa là nó là bên đi tu theo bên bên ông làng Mai ấy. Nó rất tin tưởng ông làng Mai. Tuổi 29 à? Bác bao tuổi bao nhiêu? 18 mà. Tháng 10 năm 78 thì còn 2 tháng nữa là sang năm 79. Bây giờ nếu mà bệnh của nó là chính là bệnh gì? Mà không có thể là ung thư đó. Ung thư gì chứ nhiều. Ung thư chưa nói là bảo có bao giờ có mẹ với con mà lại không nói, nói là này sư cô, mẹ là sư cô, con lấy nó thiếu đạo đức, mẹ thấy nó đi theo Phật theo sao? Người ta nghe, thấy rồi nó ấy là nó phải vía, người ta nghe ta ước nguyện rồi, nó tìm sao ra được cái sư ăn này nữa, tìm sao ra được cái pháp tu theo gốc Thích Ca Mâu Ni. Cô xuống đây mấy ngày cô đã đủ hiểu rồi. Nhưng mà nó có duyên là nó đã không xây dựng gia đình, nó không nợ ai nữa. Như thế là tốt rồi. Nhưng căn bản là nó tu mà nó được cái phương pháp là nó tu gốc Thích Ca Mâu Ni được. Ông Đức Hạnh ông là thiền sư chứ không phải là sư đâu. Không có phải là tỳ kheo đâu, bây giờ ông còn cá sáng tác nhạc, ông ăn hai ngày bữa ông còn cầm tiền nhà nước mình có cho về đâu, mãi về sau mới già là cho về, ngày xưa có cho về đâu. Ông ấy nổi tiếng thế giới giải hòa bình đấy, nhưng mà là đối với bên ngoài đời chứ theo cái nga giới luật là có đâu, ăn uống như nào thì cái bà chân không bà ấy nói hết rồi. Mà chúng tôi không nào nhìn thấy bao nhiêu người theo cái ông mà xây năng ở Huế này, khả năng là cái ông tổng giám đốc ấy, mà tôi là người cho một cái quyển sách của Thích Ca Mâu Ni gốc, người nào cái đi tù cứ một năm là sang ngày mai mấy tháng, ông ấy là chủ tịch hội đồng quản trị công ty thủ đô chuyên nhà xuống đời tóc, và các cháu nó mua nhà tôi cũ nó mua 6 căn là đấy, 5-6 căn, ông tôi đưa cho ông một quyển sách, ông với đứa cháu nội của tôi này, cái đứa con gái nhỏ nó 4 tuổi nó rơi tầng 12 xuống. Thế là ông sang thăm ông đặt 5 triệu bạc vào đây. Theo tôi viết cái thư tôi cảm ơn để đưa cho ông quyển sách. Cuộc đời thì chồng thì ông cứ để trên bàn. Về sau bà ấy này, bà ấy sẽ sang gặp xin phép chúng tôi là hỏi xem là chúng con định là làm những cái quán phương đồng. Ở 6 bệnh viện lớn ở quanh Hà Nội tôi vào. Đi có tiền là mang đi làm từ thiện cho cái người bệnh như thì người ta có bệnh là do của họ, nghiệp họ, họ mới có bệnh. Hai nữa là người bệnh nó ăn là sợ, chủ yếu với người phục vụ, cái đấy là không có phước. Đấy, còn bây giờ có bệnh ấy, bây giờ ấy, có tiền có của đi xây dựng cho những cái nơi người ta tu chánh pháp ấy, những người ăn ngày một bữa ấy, không cần tiền ấy, phục vụ những cái nơi mà họ trì chánh pháp ấy, họ trì y áo tràng tọa mà thuốc men cũng như là thức ăn, cái đấy là chính. Thế còn bây giờ này thì cho bệnh nhân ăn, về sau là vào đầu tháng 2 tháng này thì bắt đầu sở y tế Hà Nội nó cấm rồi. Thuê quán rồi đấy, nó cấm là thức ăn là ở cạnh cổng bệnh viện, phải xa xa trăm mấy hội nó mới cấm hơn ông hệ sư. Nhưng mà bây giờ sư xui nó mở quán chay, nó mở ở đây này, mở cái khu chung cư ở chỗ Trẻm ấy. Xong về sau bây giờ bỏ rồi, nó phát triển đó, làm mấy cái nhà 28 tầng. Nhưng mà tiếc các ông ấy không có mà chi và ông ấy tổng giám đốc đấy, nhưng mà nói chung là theo Phật cái một năm đi sang kia mấy năm đấy, theo Nhất Hạnh Làng Mai tu, nhưng mà nói chung là không có riêng tu nó. Người tăng mà giữ còn thiếu giới này hỏng rồi, còn người cư sĩ năm giới thì không đủ, thì làm sao làm người? Tăng mà thiếu một giới không được làm tăng. Tôi phân tích cho nghe vậy, nhưng mà đâu đủ duyên đâu, nó mưu tầm mưu mã tầm mã hết. Nên đến lúc nào tôi đi vào trong này thì ông
cái thành mất. Mất thì thế giờ này nói có đệ tử nó đòi xây cái tháp to lắm. Mà tôi không cho thầy, nhưng về sau vẫn xây, không biết là chắc là chú ấy thôi. Nè, nói thật với chú cô mà nói không phải là tưởng là ông Phật nói theo ta thì hiểu ta, không thì bán ta. Theo những người mà người ta tu hành, người ta chỉ danh lợi không ấy. Họ giỏi, nhưng mà giỏi là cái tưởng quẩn nó nhớ, nó giảng kinh thuyết pháp. Chứ cái đời sống họ nói đâu, ông tôi nó coi như là giỏi à. Sống ở đạo tràng đòi thành lập riêng, đạo Phật riêng đi. Thế còn bây giờ trắng tay còn bị bệnh, chưa nói nữa.